Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 2, mùng 6 tháng Giêng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn với khí thế hăng say, tinh thần phấn khởi về một năm mới, thắng lợi mới. Trong đó, các cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính nhanh chóng trong ngày đầu năm mới. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, lượng người đến giao dịch trong sáng nay đông gấp đôi so với những ngày trước kỳ nghỉ Tết. Đa số là thực hiện các chính sách bảo hiểm theo quy định, tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin thị trường lao động. Nói chung là nhìn ở đây là làm việc rất là nhanh chóng và gọn gàng, cũng làm rất nhanh chóng và thuận tiện cho những bà con ở đây. Trong buổi sáng nay, lượng lao động tới rất đông, khoảng 350-400 lao động. Thì tập trung hết toàn bộ các anh em viên chức trong phòng để hỗ trợ hết mình cho người lao động với một cái tinh thần làm việc rất cao để hỗ trợ cho người lao động làm hồ sơ nhanh nhất. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long sáng nay tiếp nhận số lượng lớn các thủ tục về lĩnh vực giao thông, vận tải và tư pháp. Đội ngũ cán bộ công chức trung tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trong ngày đầu xuân. Hôm nay mình đến thì đổi giấy phép lái xe, thì thấy mấy anh chị làm nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình. Thời gian làm thì cũng lẹ. Những ngày đầu năm là phải bố trí sắp xếp đầy đủ nhân sự của các sở ban ngành tỉnh trực thuộc ở trung tâm này để đảm bảo làm sao mà giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, gọn nhất các thủ tục hành chính đầu năm cho người dân và doanh nghiệp khi họ đến yêu cầu. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng tâm thế làm việc tích cực trong ngày đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long làm việc với khởi đầu tốt đẹp, tự tin năm mới, thắng lợi mới.